dấu hiệu cảnh báo trẻ mắc tay chân miệng trở nặng. Các biến chứng thường xuất hiện từ ngày 2 đến ngày thứ 5 của bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh có thể gây tử vong. Tay chân miệng, bệnh lây chủ yếu theo đường tiêu hóa, nguồn lây chính là từ nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Bệnh gặp rải rác quanh năm ở hầu hết địa phương. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường thấy trên trẻ dưới 5, đặc biệt là tập trung nhóm dưới 3 tuổi. Bệnh tay chân miệng có những dấu hiệu nhận biết khác nhau tùy vào từng cấp độ và giai đoạn của bệnh. Độ 1 chỉ loét miệng hoặc và tổn thương da. Độ 2A giật mình dưới 2 lần trên 30 phút và không ghi nhận lúc khám. Sốt trên 2 ngày hay sốt trên 39 độ C, nôn, lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ. Độ 2B, độ 3, độ 4 cần được khám bác sĩ và đánh giá. Các giai đoạn của bệnh. Giai đoạn ủ bệnh, virus xâm nhập vào cơ thể trẻ và có thời gian ủ bệnh 3 đến 7 ngày. Giai đoạn khởi phát, 1 đến 2 ngày, ở giai đoạn này trẻ có triệu chứng sốt, có thể sốt nhẹ thoáng qua, cũng có thể sốt cao 39-40 độ, mệt mỏi, đau họng, lười ăn, tiêu chảy. Giai đoạn toàn phát, loét miệng đó là các bóng nước có đường kính 2 đến 3mm ở niêm mạc má, lợi và lưỡi, vỡ rất nhanh tạo thành vết loét, khiến trẻ bị tăng tiết nước bọt và thấy đau, khi ăn, trẻ sẽ biến ăn và quấy khóc. Ở da xuất hiện các bóng nước 2 đến 10mm màu xám hình bầu dục ở lòng bàn tay và chân, có thể lồi lên trên da, sờ có cảm giác cộm hay ẩn dưới da, thường ẩn không đau, bóng nước vùng mông và gối thường xuất hiện trên nền hồng ban. Dấu hiệu toàn thân. Trong giai đoạn diễn tiến khi virus xâm nhập thần kinh trung ương, sẽ xuất hiện triệu chứng rối loạn tri giác như lơ mơ, ly bì, mê sảng, co giật. Đa số các trường hợp nhẹ, trẻ sẽ hồi phục hoàn toàn trong khoảng 8 đến 10 ngày. Trường hợp trẻ sốt cao, kéo dài và nôn nhiều có nguy cơ biến chứng về thần kinh, tim mạch, hô hấp. Các biến chứng này thường xuất hiện từ ngày 2 đến ngày 5 của bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tử vong. Giai đoạn lui bệnh, thường 3 đến 5 ngày sau, trẻ hồi phục hoàn toàn nếu không có biến chứng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.